cái chết nhanh chóng. Ý là mong nó đừng nhai tớ nhiều quá. Em có kế hoạch gì để lèn qua cái đám chó hùa kia không? Còn mồi. Ý hay đấy. Bọn chúng làm sao chịu nổi được món thịt tươi? Vì thế, chúng ta chỉ cần một thứ nào đó thật béo ngậy và mọng nước. Và phải thật ngon ngọt. Sai cũng nhìn vào tôi thế. Kính thưa các quý ông và quý bà, bằng tất cả niềm tự hào và niềm vui vô bờ, chúng tôi xin trơ cháo giới thiệu bữa tối nay. Cứ tự